À, xin chào các anh chị nhà mình nha. À, em xin tự giới thiệu, em là Lê Thị Ngọc Lý, sinh năm 81, hiện tại thì đang sống ở Hồ Chí Minh cùng với ông xã và hai bé trai. Thì hiện tại bây giờ thì em cũng đang sống ở Lexington, gần nhà với sếp Nguyễn Hải và sếp Châu Hiền. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ về cái cơ duyên mà em lý do tại sao mà em lại chọn cái Oriflame và bỏ cái công việc, những cái công việc kinh doanh trước kia của mình để làm Oriflame. Thì trước kia là hai vợ chồng em á, là ở Bình Dương. Thì khi mà cái thời mà chưa lập gia đình á, thì mình là thì em là kế toán, đi làm kế toán cũng có gần 10 năm kinh nghiệm á. Xong rồi khi mà có con thì ai cũng vậy thôi, bất cứ một người nào cũng thế, khi mà mình có con, mình trở thành mẹ bỉm sữa đó, thì mặc dù cái công việc ở bên ngoài của mình rất là thích, mình trước kia khi mà chưa có con ấy, thì nghĩ là không bao giờ mình bỏ cái nghề của mình. Nhưng mà khi mà có con thì bắt buộc là phải phải nghĩ tới cái việc là mình phải ở nhà chăm con. Thì mới khi mà có bắt đầu mình là không có làm công việc kế toán nữa, mà ở nghỉ hẳn ở nhà để chăm con, và tìm đủ mọi cách là để làm thế nào, bây giờ mình làm như thế nào để mình phải làm một cái công việc gì khác mà mình có được cái sự, có cái tự do về thời gian để mình có thể dành cái nhiều thời gian cho con mình hơn, nhưng mà vẫn có thể kiếm được tiền. Bởi vì con mình sinh ra thì mình phải làm sao để lo cho con mình có được cái cuộc sống tốt nhất, chứ không thể nào mà sống giặt dẹo giống như là tới đâu hay tới đó. Đó, thành ra là cũng hai vợ chồng cũng trăn trở rất là nhiều, và cũng nghĩ ra đủ mọi cái ngành nghề kinh doanh. À, ban đầu khi mà mới á, thì tại vì là bản thân mình là có cái nghề kế toán và từng học kế toán xây dựng, cho nên là lúc đó ra thì cũng đi làm một thời gian dài thì cũng có được cái kinh nghiệm. Nhưng mà bắt đầu nghĩ tới việc là mình thành lập công ty xây dựng, nhưng mà mình khi nghĩ thì nó rất là dễ, nhưng mà bắt tay vào làm thì thực sự là không không hề đơn giản chút xíu nào hết. Và khi mà thành lập công ty thì sau đó thì nào vốn, nào kinh nghiệm, nào phải mối quan hệ rất là nhiều, thì cuối cùng là làm mấy năm cũng không có phát triển được. Và lúc đó là hai vợ chồng lại bàn tính là thay đổi cái ngành nghề khác. Khi mà thay đổi cái ngành ngành khác thì hai vợ chồng lại đi kinh doanh về cháo dinh dưỡng. Cũng ban đầu cũng suy nghĩ tới cái việc là mình làm cái gì đó mà mình phải xây dựng được một cái gì đó mà để sau này về già đó, cái lứa tuổi mình về hưu thì mình vẫn có một cái công việc kinh doanh, chứ không phải là giống như kiểu mà đi làm thuê thì đến một cái lứa tuổi nào đó thôi. Nhưng nếu như mình cứ đi làm kế toán đó thì mình đến một lứa tuổi nào đó thôi, lớn tuổi rồi người ta đâu có thuê mình nữa. Khi mà mình lớn tuổi mình không người ta không thuê mình nữa, trong khi hàng tháng cái thu nhập hàng tháng á thì nó cũng không được là bao hết, dù là có thể là cái mặt bằng của mình nó có thể cao hơn nhiều người khác, nhưng mà cũng tiền nọ tiền kia chi phí hết là không có dư được. Đó, thì bắt đầu nghĩ tới cái việc là bây giờ mình đằng nào mình cũng nuôi con nhỏ, thì mình đi ra mình mở cái quán cháo dinh dưỡng, rồi mình cũng mở quán cháo dinh dưỡng, rồi mình bắt đầu là mình cũng phải set up sao, rồi mình phải làm sao mà để xây dựng cái thương hiệu cháo của mình, rồi cũng muốn mở ra nhiều những cái chuỗi cửa hàng để cho để kinh doanh ở nhiều chỗ, chứ không phải chỉ có một cửa hàng thì mới thu nhập mới cao được. Đó, nhưng mà tính là một chuyện, nhưng mà đến khi bắt tay vào làm thì không làm được. Thì đến khi mà thấy là cứ một tháng mà mình cứ làm như vậy, một tháng mình cứ cứ hàng ngày mình cứ bỏ công ra mình làm, không có thời gian đi đâu hết, rất là bận rộn từ sáng đến đêm khuya vậy, rồi cũng không có phát triển thêm được. Thực sự làm cái đó làm là một mức một tháng kiếm được nhiêu là chỉ kiếm được nhiêu thôi, không thể phát triển hơn được nữa. Sức người của mình nó có hạn thôi, khả năng của con người, có nghĩa là cái sức mà mình bỏ ra thì nó chỉ có hạn thôi, một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, nó không thể nào mà làm nhiều hơn được. Với cái công việc như vậy thì cuối cùng là mình lại tiếp tục tìm một cái công việc khác, đó là đi học cái nghề phun xăm thẩm mỹ. Và lúc nào cũng thế, lúc đầu mình đi làm đi học á, thì cũng nghĩ là để mình về mình mở tiệm, rồi sau đó là thuê người làm đủ kiểu hết đó. Xong đến khi làm thì bắt đầu đến đến khi làm chuyển qua cái ngành phun xăm thẩm mỹ, mở một cái tiệm phun xăm thẩm mỹ, rồi
bán hàng thì online thêm nữa, nhập hàng về mỗi lần mà nhập hàng về, nói chung là cũng tìm rất là nhiều mặt hàng, vừa là làm phun xăm thẩm mỹ nha, vừa là nhập hàng về bán, thì mỗi lần nhập á, là phải bỏ vài chục triệu ra để nhập hàng về. Nhập hàng thì có những mặt hàng mình bán được, còn có những mặt hàng thì nó tồn ở đấy không bán được. Mà mình muốn lấy được giá xỉ thì mình phải bỏ tiền ra để mua, chứ không phải là tự nhiên là mình nhập cái nào mình bán cái nào mình lấy cái đó được, ở bên ngoài là như vậy. Thì thường thường á, là hồi đó kinh doanh theo cái kiểu là mình bỏ tiền cục ra mà mình thu tiền cắt. Cắt bình thường á, không có ai mua, nhưng mà có ai mua thì mua ít lắm. Cái đi giao cũng mất thời gian, mà việc nọ việc kia, rồi còn đưa đón con, rồi cái việc mà làm phun xăm thẩm mỹ, cái giờ mà mình, trong khi mình nghĩ là mình làm cái công việc này á, là để dành, mình kiếm một cái công việc ở nhà mình tự làm đấy, là để mình dành thời gian lo cho con, nhưng mà cuối cùng là không có thời gian lo cho con luôn. Đi đến cái giờ mà con mình phải đi đón con đi học về đó, thì lại có khách, thế là bắt đầu lại phải làm cho khách, lại phải làm cho khách, cuối cùng là không có đi đón con được đó. Thì bắt đầu ở cái công việc này cũng không được, công việc gì mà mình làm chủ mình đấy, nhưng mà nó quá là bận đi, không có thời gian để mà lo cho con mình luôn. Nhiều khi tới bữa tới khuya rồi vẫn phải phục vụ cho khách của mình, người ta tới người ta làm chân mày này, đa phần là công nhân, người ta đi làm ban ngày thì buổi tối người ta mới về, thì buổi tối mới có thời gian rảnh họ mới tới họ làm, ngày thứ bảy chủ nhật họ mới có thời gian rảnh họ mới tới họ làm. Thì những cái ngày đó lẽ ra là con mình được nghỉ thì mình phải chơi với con, hay là những cái giờ đó là giờ giờ cho con ăn, hay là những cái giờ đó là giờ giờ dạy cho con học, nhưng mà cuối cùng là không được đó. Thì đa phần là cứ phải làm tới khuya 11 12 giờ đêm, làm cho khách tới khuya. Thì tới một ngày thì mình nghĩ tới việc là thử tìm một cái mặt hàng nào đó mà kinh doanh mà nó khác đi xem, tại vì làm phun xăm thẩm mỹ thì cũng muốn tìm một cái dòng mỹ phẩm nào đó thử xem như thế nào đó. Thì khi mà lên trên mạng tìm kiếm thì thấy một cái thông tin tuyển dụng ở Oriflame. Thực ra thì Oriflame thì mình cũng đã biết từ từ cái thời mà đi học, biết là biết sơ sơ vậy thôi, biết là thấy thấy bạn bè cầm cuốn catalog đi bán vậy thôi, nhưng mà không không nghĩ tới cái việc là mình tìm hiểu. Thì lúc đó thì có cái chị đó, chị là bảo trợ mà cái người tuyển mình đó, thì chị mới chia sẻ với mình về cái công việc Oriflame, thì nói là ở đây mình được nhận cuốn catalog, nhưng mà mình sẽ được dạy cái cách làm ở trên online và mình không có cần phải đi lại gì cả, ở nhà thôi. Với lại hàng thì mình cũng không có cần phải là bỏ tiền ra nhiều để mà nhập, giống như là những mình so sánh với những cái mặt hàng mà mình hiện tại mình đang kinh doanh, như là Yến Mạch hay là những cái mà mình kinh doanh đó, thì mình phải bỏ tiền ra nhiều, bỏ một lần là 10 triệu 20 triệu ra để nhập hàng về. Thì còn Oriflame thì không có như vậy, mình muốn nhập bao nhiêu cũng có một cái giá thôi, có một giá duy nhất, giá là được lời được được hưởng 23% hoa hồng. Theo cái giá trên catalog thì mình được hưởng 23% hoa hồng, và mình muốn nhập bao nhiêu cũng được, nhập ít cũng được cái giá đó, mà nhập nhiều cũng được giá đó. Thì thấy ở cái này cũng được á, thử vào tìm hiểu xem sao, thì bắt đầu là đăng ký luôn, không có ngần ngại gì hết đó, nói đưa chứng minh nhân dân là chụp chứng minh nhân dân và đưa và đăng ký liền. Đăng ký xong cái được thêm vào trong group của công ty, là group của sếp Nguyễn Hải đó, thì vào đấy là cứ mò thôi, tự mò tự vào tìm các bài đào tạo để xem, rồi xem từng cái chính sách trả thưởng, rồi xem những cái bài đào tạo. Ngày nào cũng cứ mở ra ngồi xem, cứ giờ nào rảnh là ngồi xem. Thì có những cái mà mình tự học á, có những cái mình tự học thì nhiều cái là mình hiểu sai, mình hiểu chưa có đúng đó. Thì cái giai đoạn đầu tiên đó là làm cũng bị cũng cũng theo kiểu là mình làm chưa có được tốt trong cái giai đoạn đầu tiên, nhưng mà rất là chịu khó vào xem, mỗi tối thì đều vào xem livestream đó. Ban đầu là vào xem một mình, rồi sau đó là thấy hay cái bắt đầu là rủ ông xã vào xem cùng, mở mở lớn lên cho ông xã xem. Có nhiều đêm á, là có điều nhiều đêm á, là con thì ngủ mà mình hai vợ chồng là cứ gắn cái tai nghe, nghe chung để rủ ông xã là nghe này hay lắm. Ở đây á là anh Hải với chị Hiền là hai vợ chồng đó, là anh chị làm ở đây là được 10
mười mấy năm rồi, từ khi mà Oriflame thành lập luôn á đó, và thấy là ồ, ai cũng có 24 tiếng một ngày thôi, ai cũng mà người ta làm việc rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, mà người ta có thu nhập tốt, mà người ta giống như là em lần đầu tiên, bữa hôm mà cái đơn hàng đầu tiên đó là em chạy lên công ty em nhập, em đặt hàng, thì em đặt, em lần đầu tiên em chạy lên công ty em đặt xong là em lấy hàng luôn ở trên công ty đó, thì em được lên là em cũng chưa biết ai với ai hết á, nhưng mà sau một vài lần em lên thì em biết là có anh Hải chị Hiền là hai vợ chồng nha, cùng làm cái công việc này, xong rồi mỗi ngày thì anh chị cùng nhau lên công ty, cái chiều về đi đón con, mình nói công việc nhẹ nhàng mà thấy không không có áp lực gì hết, mình làm những cái công việc kia vừa áp lực vừa bận rộn mà tiền thì không kiếm được bao nhiêu hết, còn trong cái khi ở công việc này đó anh chị làm rất là thấy 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 rất là nhẹ nhàng đó, cho nên là từ đó là lúc nào cũng nhìn vào anh Hải chị Hiền và hướng tới là mình nỗ lực đi, tương lai là mình cố gắng mình cũng sẽ được như vậy. Thì về là cứ lúc đó về là lúc nào cũng 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 nói ông xã là thôi anh đừng làm gì nữa, bây giờ anh tập trung anh làm này với em đi. Có hai vợ chồng thì ví dụ như là em có tập trung em làm á, em tập trung em làm này á, thì cái giờ mà đi đón con này kia thì anh đi đón, chứ anh đi làm những cái việc khác á, thì đến khi đến khi em không có tập trung được thì cái giờ đi đón con này kia nó mất thời gian lắm. Thôi mình cứ tập trung mình làm đi, có thể giai đoạn đầu tiên chưa có được cái gì hết, nhưng mà dần dần mình sẽ có, chứ làm gì có cái gì mà làm một cái là được ngay, cái gì cũng cần phải có thời gian đó. Thì về là cứ tỉ tê, mới đầu thì ông xã cũng không có đồng ý, ông xã không có chịu, ông nói là trò cái này bán mỹ phẩm anh không làm đâu, trai ai bán mỹ phẩm, cái mình nói cái này đâu không phải là bán mỹ phẩm, cái này là kinh doanh, kinh doanh thì cái gì mà chẳng bán được, miễn là bán hàng, miễn là kinh doanh thôi, chứ chứ đâu có phân biệt gì cái này cái kia. Tại vì ngày xưa em đã từng, hồi ngày xưa em đi xin em đi tìm, tìm việc thì cũng có một cái công ty của Trung Quốc á, là người ta mời em tới và em thấy cái người đó, trời con trai đẹp trai lắm, mà người ta giới thiệu về cái sản phẩm gì anh biết không, người ta giới thiệu về cái băng vệ sinh á đó, mà người ta là con trai người ta nói hay lắm, thì em thấy là kinh doanh thì kinh doanh, bán cái gì chẳng được, tại sao lại phân biệt mỹ phẩm hay là cái gì. Với lại Oriflame đâu có phải là chỉ có mỹ phẩm đâu, Oriflame có tới hơn 1.000 sản phẩm, rất là nhiều sản phẩm luôn đó anh và anh xem. Với lại cái chính sách của Oriflame rất là tuyệt vời luôn, khi mình làm á mình cứ nhìn cái kế hoạch thành công này này, mình chỉ cần làm mình chinh phục dần 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 thôi, mình chịu khó mình làm thì sẽ được. Thì em vào Oriflame thì em nhìn thấy được cái bản kế hoạch thành công và em cứ thuyết phục ông xã dần dần. Rồi khi mà làm thì cái giai đoạn đầu tiên cũng khó lắm, giai đoạn đầu tiên cứ 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 tuyển người vô, thì tuyển người vô xong cái gửi catalog xong cái người ta im, tuyển xong cái gửi catalog xong người ta im, nhưng mà mình nghĩ là tại vì người ta không hiểu thôi, chắc chắn là mình sẽ tìm được cái người cùng làm với mình đó. Thì cứ hàng ngày cứ chăm chỉ làm việc rồi hướng dẫn kêu ông xã làm việc cùng với mình, thì dần dần thì cũng đã có được một đội nhóm. Và lúc đó lúc mà mới vô đó thì tập trung làm, như là tập trung cái lúc mà mình bắt đầu tập trung làm cho tới khi mình lên được 21% là 4 tháng, 4 tháng lên 21%, xong rồi tháng tiếp theo là có chân tách, và có một chân tách rồi tháng tiếp theo nữa thì mở hai chân tách, rồi đến tháng tiếp theo nữa có nghĩa là 3 tháng lên thì là mở được 3 chân tách. Thì lúc đấy là thấy cái con đường đi rất là rõ ràng luôn, và lúc nào cũng nói tới việc là nói với ông xã là em nhất định em sẽ lấy xe tay ga của công ty, chứ em không có phần em không có bỏ tiền mua xe mà em sẽ lấy xe tay ga của công ty. Thì đúng là mình cũng đã lấy được chiếc xe tay ga của công ty. Khi mà cái này rất là hay ở chỗ là khi mình làm được những cái điều đó, mình ấn định là mình sẽ lấy được, thì cuối cùng là mình cũng lấy được. Ban đầu á cả nhà, ban đầu khi mà mới làm á thì về mẹ ở nhà mẹ nói là con làm mấy cái đồ mà con làm mấy cái ở trên mạng á, coi chừng nha, coi chừng nó bị lừa nha. Thì mình mới nói với mẹ là
con có phải bỏ cái gì ra đâu mà con bị lừa, với lại ai mà lừa được con, cái gì con cũng biết phân biệt đúng hay sai chứ. Đó thì cuối cùng mẹ mình chỉ nói một lần như vậy thôi. Mẹ nói ừ mẹ nói vậy đó, làm sao làm nhưng mà phải cẩn thận. Thì mình thấy là Oriflame không có cái gì cả, Oriflame không có gì lừa mình hết, người ta đâu có kêu mình đóng tiền gì đâu. Mình làm mình bán hàng nào thì mình lấy hàng đó, mình thích bán hàng nào mình lấy hàng đó thôi, chứ mình cũng có phải bỏ ra một đống ra để nhập hàng về như là những cái công ty ở bên ngoài khác đâu. Đó vô đây lại được hướng dẫn thì đó, cứ dần dần như vậy. Thì cuối cùng là ông xã đã quyết định là làm bỏ hẳn những cái công việc khác để tập trung làm công việc này, như là cái công việc kinh doanh cũ cũng bỏ luôn, cũng dẹp qua một bên luôn. Rồi đi hai vợ chồng là từ hai vợ chồng là từ Bình Dương, từ Bình Dương là hồi đó là chưa có tiền đâu, hồi làm bắt đầu làm Oriflame là chưa có tiền đâu, nhưng mà từ khi mà biết thấy được cái cơ hội Oriflame và cũng có thu nhập ở đây thì cũng đã bắt đầu tiết kiệm tiền rồi, rồi là cũng đã được chuyển lên Sài Gòn để sống và ở ngay khu căn hộ Lexington cùng với hai sếp để mình tập trung mình chiến để lấy nhà từ Oriflame. À, rồi 20 phút nãy giờ anh Hải mang đồng hồ ra cho nên phải thôi này. Nói chung là chuyện thì nhiều lắm nhưng mà thời gian thì có hạn. Hy vọng là sẽ có một buổi khác để chia sẻ với cả nhà mình nha. Cảm ơn cả nhà đã nghe chia sẻ tới bây giờ.